Chào các bạn, ngày hôm nay Trang và Ti sẽ trở lại cho một video clip mới. Và video clip lần này tụi mình sẽ hơi khác những cái video clip trước một tí, là tụi mình sẽ thử mỹ phẩm của những hãng Việt Nam. Thì lúc mà mình đọc comment nó cũng có khá nhiều bạn nói là tụi mình thử dùng đồ Việt Nam sẽ như thế nào. Thì lúc trước ở biệt đội siêu thị tụi mình cũng đã có một hai tập gì đó thử dùng các mỹ phẩm Việt Nam rồi. Thì ngày hôm nay tụi mình sẽ mang đến những cái hãng mới hơn. Hy vọng là các bạn sẽ theo dõi nhé. Đầu tiên á, thì không biết là mọi người nhớ là hồi trước á, lúc mà tụi mình quay video biệt đội siêu thị thì đã từng review một cái chai xịt dưỡng tóc. Phải nói là khen quá trời khen luôn. Đó là cái chai xịt dưỡng tóc của Cocoon. Thì chai này á, là xịt dưỡng tóc tinh dầu bưởi. Thì hôm nay mình cũng review chai đó nhưng mà ở trong một cái packaging hoàn toàn mới luôn. Vẫn là Cocoon Việt Nam nhưng mà kỳ này thì mình thấy là hãng đã thay đổi lại bao bì, nhìn nó kiểu sang trọng hơn á. Và nó nhất là hồi xưa cái chai xịt cũ mà hồi trước tụi mình review á, thì mặc dù là rất là thích chất lượng sản phẩm á, nhưng mà nó bị cái là cái vòi xịt á, nó xịt nó hơi ngốc một tí á. Nhớ mày xài cái từ ngốc. Đúng rồi, nó bị chảy dầu ra tùm lum hết. Nhưng mà cái packaging mới này á, thì mình không có gặp trường hợp đó nữa, nên là mình vẫn rất là thích sản phẩm này. Thì cái này là nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi. Thì mình lúc mà mình dùng sản phẩm này á, thì mình cảm thấy là tóc mình á, nó đỡ khô hơn rất là nhiều luôn. Và tóc mềm mại hơn rồi, bóng mượt hơn. Mà đặc biệt á, là cái dầu dưỡng, mặc dù cái này á, là nó có cái tinh dầu bưởi nhưng mà mình không có thấy là nó bị bớt á. Tại vì xịt vô một cái á, là nó thấm vào và nó nuôi dưỡng tóc và tóc nó mềm mại, chứ là nó không có gây tình trạng là bớt dầu rồi này kia khó chịu. Về giá thành á, thì chai này bây giờ là được bán là 125.000 cho một chai 140ml. Nhưng mà so với cái bao bì nhìn đã được đổi mới hoàn toàn, thấy là cũng rất là đáng với giá tiền. Rồi tiếp theo sẽ là sản phẩm tóc luôn. Thì mình đã có thử qua dầu gội Thái Dương này. Mình không biết các bạn còn nhớ không, nhưng mà mình đã có từng review là mình đã dùng Thái Dương rồi á. Mình dùng hầu như tất cả các dòng của Thái Dương luôn. Và cả cái dòng mà Thái Dương xuất khẩu á, Nature Queen á. Cái chai đó thì mắc hơn, chai nhỏ xíu mà tới 100.000 lận. Còn bên này thì mình thử dầu gội dược liệu Thái Dương 3. Chai này là mình mua 55.000 ở shop tạp hóa gần nhà. Mình thấy là tóc nó giúp tóc mình rất là sạch á, nhưng mà không bị khô. Sau đó mình không cần dùng dầu xả luôn mà vẫn thấy tóc vẫn suôn mượt, bồng bềnh, dễ chải. Mùi thì cái mùi dược liệu rất là thơm ha. Và có một điều mình muốn lưu ý với các bạn á, là nếu mà các bạn dùng vào lúc mà tóc các bạn nhuộm á, thì sẽ rất là dễ bị bay màu luôn á. Mình đã có dùng em này lúc mà tóc mình nhuộm đỏ thì khoảng tháng là bay màu rồi, nên là mình không có khuyến khích mọi người dùng khi tóc nhuộm ha. Nên dùng khi tóc đen thôi. Và ngoài ra thì em này cũng có Thái Dương 7 á, thì cái Thái Dương 7 nó sẽ mắc tiền hơn và nó sẽ có nhiều thành phần thiên nhiên hơn, cũng như là nó dưỡng sâu hơn. Nhưng mà sẽ có bạn hợp Thái Dương 3 và hợp Thái Dương 7. Cá nhân mình thì mình hợp tất cả các dòng của Thái Dương luôn. Nên là các bạn cứ mua thử size nhỏ mà dùng trước đi. Mà mình thấy là tóc mềm đen này kia cũng rất là thích. Và tiếp theo là cũng trong chuyên mục chăm sóc hair and body, thì bây giờ mình có cái sữa tắm của Cocoon. Rồi thì mình nhớ là hồi đó Cocoon chưa có cái dòng sữa tắm này đâu. Sau này thì Cocoon có ra mắt nguyên một bộ sản phẩm luôn, và cái thành phần highlight của nó đều có là bí đao và chàm trà. Thì cái sữa tắm này là gel tắm bí đao với tinh dầu xả chanh và tinh dầu bạc hà. Thì cái này mình thấy hãng claim là sẽ giúp giảm mụn lưng, nhưng mà tại vì mình không có mụn lưng nên là mình không có biết được cái khả năng trị mụn lưng như thế nào. Nhưng mà mình sẽ nhận xét về những cái yếu tố khác ha. Thì cái này là dạng gel tắm, nên là lúc mà mình đổ ra thì cái kết cấu nó hơi lỏng một chút, nhưng mà lúc mà mình tắm thì thấy tạo bọt không có quá nhiều đâu. Nhưng mà cái mùi á, cái mùi cực kỳ sảng khoái luôn chị. Kiểu cái mùi xả chanh với lại bạc hà á, nghe giống như là mình đang được đi thư giãn ở spa vậy á. Cái mùi hửi một cái là nghe y như mùi spa luôn chị. Nè. Y chang mùi trong spa vậy. Đúng rồi, rất là thư giãn luôn. Và tại vì có thể là do là hãng claim á là giúp giảm mụn lưng, nên là cái sữa tắm này khi mà mình dùng á, mình thấy là khả năng làm sạch á khá là tốt.
nên là sẽ thích hợp với những bạn mà kiểu da body bị dầu và đặc biệt là vùng lưng á. Tại vì khi mà các bạn bị mụn lưng á thì sẽ cần một cái sản phẩm nào đó nó có khả năng là sát khuẩn và kháng viêm và kiểu làm sạch nhưng mà không có khô da quá mức nha. Thì lúc mà mình dùng cái này á, mình thấy là nó sạch nhưng mà nó không có bị là khô căng làm kiểu da khó chịu á. Đó, đây là một điểm cộng của sản phẩm này. Giá của sản phẩm này là 245.000 cho một chai 300ml. Rồi, tiếp theo mình sẽ mua stiffer cho sáp da mặt ha. Thì ở đây mình cũng có một chai toner bí đao của hãng Cocoon luôn. Vậy cái packaging thì nhìn nó cũng rất là sang xịn và chắc chắn. Đúng rồi nè, cái hộp này. Cái hộp mình thấy kiểu nhìn nó có nét rất là Việt Nam nhưng mà nó cũng rất là sang á. Rồi á, thì cái lúc mà mình dùng cái em này á, mình phải nói là mở ra nha, một cái mùi tràm trà nó lên mặt vậy, nhưng mà cứ như là mình cảm thấy nó khá là thư giãn á. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà sợ mấy cái mùi hơi the the thì nhớ là nốt nó ở đây nha. Nhưng mà sau khi mình lau trên mặt thì mình thấy là lúc đó da mình hơi căng, sau khi mình dùng em này mình lau thì cảm thấy là da được làm sạch khá là ổn luôn, như là những cái cặn make up hay là bụi bẩn này kia là đều được làm sạch hết. Ngoài ra thì trong chai toner này á, mình thấy là còn có chiết xuất bí đao là tất nhiên rồi nè. Với rau má và chàm chè thì đây là những cái thành phần rất là ổn trong cái việc mà bạn sát khuẩn, trị mụn và làm dịu da. Xong rồi sau khi mình đọc thành phần á thì mình thấy là niacinamide là ở thành phần số 2 luôn, là sau cái water. Đó thì mình nghĩ đây là một cái sản phẩm khá là tốt cho các bạn dầu mụn và tuổi dậy thì luôn. Còn những cái bạn mà da khô như tụi mình thì có thể dùng cách bữa như là để làm sạch thì kia. Đúng rồi, để sang kẽ với toner dưỡng ẩm. Tại vì bây giờ cũng rất là bụi á, nên mà nếu mà không làm sạch da kỹ thì rất là dễ bị mụn á. Giá em này là 175.000 cho 140ml. Rồi, và cuối cùng cũng là trong chuyên mục chăm sóc da mặt luôn, thì ở đây mình lại có một sản phẩm khác từ Cocoon nữa. Thực sự là trong cái đợt repackaging lại này của Cocoon á thì hãng cũng ra những cái sản phẩm mới á, và mình thấy là toàn bộ những cái sản phẩm này rất là hứa hẹn, nên là tụi mình đã mua về hết để thử cho mọi người. Thì ở đây mình có gel bí đao rửa mặt, thì như mình nói á, nó cũng là nguyên một bộ luôn, là hồi nãy chị Tiên cầm là cái toner bí đao, còn cái này là gel rửa mặt bí đao. Thì thành phần chính của nó cũng là bí đao nè, chắc chắn. Rồi rau má và chàm chà. Thì á, cả combo toner và gel rửa mặt này á, sẽ thích hợp để trị mụn nè và giảm dầu. Thì tụi mình á, thì thật sự là da khô, nhưng mà nên là mình nghĩ, ủa cái chai này giảm dầu rồi mụn ẩn nữa, rồi rửa mặt không biết có bị khô không ta. Nhưng mà khi mà mình rửa trên da mình thấy khá là bất ngờ luôn. Kiểu là nó dạng gel nhưng mà nó không có tạo bọt quá nhiều nha. Và cũng gọi là sao ta, lúc mà mình ấy lên trên mặt á, mình massage này kia, bọt nó kiểu là bọt rất là nhẹ luôn, chứ không phải là bông bọt lên như những là cái dạng sữa rửa mặt tạo bọt ha. Tại này là dạng gel đó, nên là rửa xong nha, cảm giác là da rất là sạch nhưng mà nó lại rất là mềm mịn, chứ nó không có bị khô căng kiểu sạch bông kim kít á. Nó rất là dễ chịu luôn. Và cái mùi thì là nó hơi về chằm chà hơn, nhưng mà không sao, tại vì mình rửa xong là mình thấy cái mùi nó cũng bay liền rồi, chứ nó không có bị lưu lại quá lâu. Giá cho em này á, thì bằng chai bằng với giá của toner luôn, là 175.000 cho 140ml. Và cuối cùng luôn. Và cuối cùng trong chuyên mục chăm sóc da mặt mình sẽ review em mặt nạ mới ha. Thì mình thấy là hôm qua mình có đi Guardian. Thì Verdes đã ra rất là nhiều những cái dòng mặt nạ mới luôn. Ở đây mình là dùng dòng Fresh Nature nè. Ngày trước đó là có dòng Yogurt và một cái dòng gì nữa. Rồi sau này đã ra thêm. Ủa mà repackaging lại nhìn xinh ghê. Nói chung là mình thấy Verdes đã rất là có cố gắng trong việc đa dạng hóa sản phẩm cho người dùng luôn. Mấy cái dòng kia thì là 10.000 thôi, mà dòng này là 14.000. Thì tính ra vẫn không mắc, nhưng mà nó mắc hơn những cái sản phẩm hồi xưa thì mình nghĩ là cũng sẽ hứa hẹn nhiều. Thì khi mà mình dùng á, thì thứ nhất là cái chất mask nó vẫn mềm như xưa như vậy á. Nhưng mà được một cái là bây giờ nó đã khá là ôm sát gương mặt của mình rồi. Với cái thứ hai là khi mà mình lột mặt nạ ra thì cái tinh chất nó sẽ tự khô và tự thấm vô da mình luôn, là mình không phải dùng tay thoa gì hết. Cuối cùng cũng khá là bất ngờ, tại vì những cái sản phẩm mặt nạ của những cái nước khác đó, nhiều khi phải dùng tay để thoa nên là thấy hơi bất tiện, cái này phải đi rửa tay lại xong rồi massage.
Thì sáng ngủ dậy á, thì khi mà rửa mặt thì mình sẽ thấy như là có một cái lớp màng trên da, nó đã giữ ẩm da nguyên đêm qua, thấy da mềm mại mịn màng hơn, nhưng mà cũng rất là khá là ok với giá 14.000 á. Nói chung là mình cảm thấy là Vodest lần này là đã có một bước tiến vượt bậc trong việc đa dạng hóa sản phẩm cho người dùng, thì hy vọng là có thể được thử thêm những nhiều sản phẩm khác của hãng nữa. Rồi, vậy là video review những sản phẩm làm đẹp từ Việt Nam á thì đến đây là hết rồi. Thì nếu mà mọi người đã dùng những cái sản phẩm làm đẹp Việt Nam khác mà tụi mình chưa biết luôn á thì cứ comment để tụi mình tham khảo thêm nha. Rồi và đừng quên like video này và subscribe channel của Peach & Coffee nha. Tạm biệt.